Cho nên ta nói là tu sa di là tu báo hiếu mẹ, còn tu đi theo là tu báo hiếu cha. Tại sao có câu đó? Tại vì á, thưa cô bác quý anh chị, thì chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ nhờ sư giảng thêm cho Bùi Hồ hiểu về đạo phái Phật giáo theo trường phái Nam Tông. Sư cho con, theo con được biết thì Nam Tông, theo trường phái Nam Tông của Phật giáo thì được quyền được ăn mặn, và có cái những người mà nam á thì sẽ đến cái tuổi thì sẽ đi tu báo hiếu là như thế nào, thưa sư nha. Nói về Phật giáo mình á, nó gồm có 4 hệ phái. Hệ phái Nam Tông, Kinh Khmer hoặc là gọi là Nguyên Thủy, Theravada. Còn hệ phái Bắc Tông thứ hai, thứ ba là hệ phái Thất Sĩ, và thứ tư hệ phái Hòa Hảo, Phật giáo Hòa Hảo. Đó cũng là hệ phái Phật giáo. Cho nên nếu mà nói về thiên Nam Tông Khmer thì thầy được con trai ở bên Cam, cái bên Thái á, thì người ta con trai nhất định là phải tu, con trai thiết là phải tu, dù là một tuần hoặc là một tháng hoặc là ba tháng đó là phải tu. Cho nên còn riêng ở dưới đây ở Việt Nam mình á, đối với dân tộc Khmer là cái này là tùy theo cơ duyên của mọi người, tùy theo cơ duyên của mọi người. Cho nên thường người ta gọi là tu báo hiếu á. Cho nên ta nói là tu sa di là tu báo hiếu mẹ, còn tu đi theo là tu báo hiếu cha. Tại sao có câu đó? Tại vì á, khi mà sa di, mấy sư sa di là sáng là phải đi khất thực, đi khất thực là sẽ ôm cái bình bát đó trước đi. Cho nên cái bình bát đó tượng trưng cái ngày mà người mẹ mang thai của mình, 9-10 ngày. Tại vì trong đó bát là nó sẽ làm bằng nhôm, đúng không? Bát làm bằng nhôm, bằng inox. Cho nên nếu mà cái cơm Phật tử mới nấu uống xong, nó sẽ làm ẩm, ấm cái bụng á, ấm cái bụng, nhiều khi nó nóng quá nó lội hết cái bụng luôn á, lội hết cái bụng. Đó là cái, đó là ngày cái chịu khó cái sự khó khăn của sa di. Cho nên người ta gọi là tu theo tu sa di là tu báo hiếu mẹ đó. Còn cái việc tu thì nó có nhiều nghĩa lắm. Nhất mình tu tâm dưỡng tính, có thể là đầu tiên là mình gọi là tu báo hiếu, nhưng mà thật sự cái việc tu nó vừa báo hiếu và vừa tu tâm dưỡng tính. Tại vì mình không biết là con người mình trước khi vào chùa nó đã từng như thế nào, đúng không? Dạ. Hay là nhiều người á, trước khi vô chùa họ cũng là một, từng là một thời ăn chơi vậy phá này nọ, tới chừng vô trong chùa tu họ tiếp xúc nhiều với Phật pháp ấy, thì sẽ làm cho cái tâm của họ yên tĩnh hơn, và họ phân biệt được là cái nào nên, cái nào không nên, cái nào nên buông và cái nào nên nắm giữ, nó họ sẽ phân biệt được. Cái đó là tu tâm dưỡng tính. Cho nên hệ Phật giáo mình á, nó không bắt buộc, là một hệ Phật giáo, một đạo Phật không bắt buộc, không bắt buộc rằng mình phải là theo đạo này hoặc là mình phải theo đạo kia, không bắt buộc. Mình phát tâm, mình hiểu về Phật pháp, mình tin tưởng về Đức Phật, Đức Phật thì mình sẽ theo đạo thôi. Dạ, đúng không? Cái này là báo hiếu, cái này là việc tu của hệ phái Nam Tông. Còn nếu mà nói về Phật giáo á, về các quý thầy, quý sư, đậu cơm, đậu chai hay mặn, nói chung về Phật giáo thì không bắt buộc, không ép buộc là người tu hành phải là đậu chai hoặc là đậu mặn. Cái đó là tùy theo mọi người. Nhưng mà thường thường nói về Phật giáo Nam Tông, nói về Phật giáo Nam Tông Kinh thì sư không có rành lắm. Nói về Phật giáo Nam Tông Kinh thì sư không có rành lắm. Cho nên nói riêng về Phật giáo Nam Tông Khmer thì các quý sư ở đây thì muốn là độ chay hoặc độ mặn là bình thường cũng được.
Cái này là tùy theo quý Phật tử cúng dường. Nếu mà có Phật tử cúng dường đồ chay thì đổ đồ chay, còn nếu mà quý Phật tử cúng dường đồ mặn thì mới sử dụng đồ mặn, nó bình thường. Cho nên nhưng đồ mặn á, mới sử dụng đồ mặn là thứ nhất. Nó có ba điều là không nghe, không thấy và không nghi. Đó là cách dùng đồ mặn của các sư. Còn nếu mà đồ chay thì mình không cái gì cả, đồ chay là nó sẽ tâm yên tĩnh hơn, tại vì mọi thứ nó đều làm bằng bột. Còn thực tế đồ mặn là nó có thịt trong đó, cho nên thứ nhất là không thấy. Không thấy là không thấy quý Phật tử sát sanh, không thấy quý Phật tử sát sanh. Thứ hai là không nghe, có nghĩa là không nghe được tiếng động vật đó la lên khi có người giết hại. Và thứ ba không nghi, là không nghi là tại vì mình, do mình mới Phật tử người ta sát sanh. Dạ, đó là đồ chay mặn, là cách dùng đồ mặn của các sư là như thế. Dạ. Và cái việc mà sư mà thật á, thì ăn thì ở Nam Tông thì ăn uống như thế nào hả sư? Dạ, nói về Nam Tông Khmer á, là trong một ngày là mấy sư, quý sư Nam Tông Khmer là chỉ được phép độ hai bữa, là có nghĩa là bữa sáng là tầm 6 giờ hoặc là 7 giờ sáng một bữa, còn bữa trưa là 11 giờ trưa. Cho nên là trong một ngày là chỉ có hai bữa đó. Qua giờ ngọ tức là qua 12 giờ là mấy sư không được đổ cơm nữa, chỉ là dùng nước thôi, chỉ được phép dùng nước thôi. Còn những thứ mà làm từ bột mì, bột gạo hay là những thứ mà có chất thịt trong đó, da thịt trong đó thì mấy sư không có được phép dùng, để đợi tới sáng ngày mai mới được phép dùng nữa. Dạ, đó là cách dùng trong một ngày của các sư. Vậy đó với sư tu báo hiếu thì cũng giống như vậy luôn hả sư? Dạ, tu báo hiếu cũng giống như vậy, nhưng mà thường thường nếu mà tu báo hiếu á, thì theo người dân Khmer thì có hộ gia đình á, khi mà có người thân mất á thì họ sẽ xin tu, nhưng mà tu một tuần thôi, hoặc là 9 ngày, tới chừng qua ngày giỗ á, qua ngày giỗ xong mới họ hoàn tục, họ hoàn tục lại. Đó là tu báo hiếu, đó là gọi là nghĩa là tu báo hiếu không á. Còn các sư mà quý sư mà tu vài năm, nhiều năm á, cái đó là tùy theo cơ duyên của họ. Họ có duyên họ vô tu để tu tâm dưỡng tính và để học về Phật pháp đó, và họ có thể là tu một năm, hai năm hoặc là 10, 15. Dạ. Cho nên là cách tu ở đây là như thế. Nhưng mà thường mình gọi đúng nghĩa là tu báo hiếu là giống như sư nói hồi nãy, là tu một tuần qua ngày giỗ mới hoàn tục, hoặc là có thể là tu tới qua 100 ngày, tới qua 100 ngày mới hoàn tục. Ồ, vậy là Nam Tông vẫn ăn thịt được nhưng mà không nghe. Dạ. Không thấy và không nghi. Đúng rồi. Dạ. Không nghe, không thấy, không nghi. À, sư có lời nào cũng nhắn gửi đến Phật tử không? Vậy nhà sư thứ nhất á, thì trong quá trình sư nói á, giải thích về thắc mắc của quý Phật tử, một số Phật tử đang thắc mắc, thì trong quá trình nói nếu mà có từ nào sai sót á, thì xin thứ nhất là xin quý Phật tử thông cảm bỏ qua đây, thì đúng là sư là ở đây là gốc người Khmer, cho nên trong khu này là chỉ có duy nhất một hộ gia đình người Việt Nam thôi, người Kinh thôi, cho nên nhiều thầy sư không gành tiếng Việt nhiều đó. Và lời gửi gắm thì thứ nhất là gửi lời chúc nếu biết Phật tử luôn luôn an lạc, luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn tâm yên tĩnh hơn, không phiền não nhiều. Con xin chân thành cảm ơn sư đã pháp cho con nghe về tu theo trường phái Nam Tông của người Khmer mình, con rất hay và làm cho con có thấy được những cái vấn đề mà hay, và ta có thể giúp cho mọi người sau khi nghe xong thì có thể hiểu thêm về cái việc mà ăn chay ăn mặn của nhà sư. Thì trước đây cũng có rất là nhiều người nói tại sao Phật pháp lại Phật giáo mà lại đi ăn mặn,
hôm nay thì nhờ cái pháp của sư có thể giải thích được cho con hiểu cũng như là các Phật tử khác để hiểu thêm về cái trường phái Nam Tông hay là Bắc Tông. Nói chung là tu ăn chay hàng mặn cũng được, nhưng mà tâm phải tịnh và phải tu tâm dưỡng tánh. Dạ. Cảm ơn sư rất nhiều, chúc sư sức khỏe nha.